Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 73 tiết 2. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Mai đã ghi chép lại số quả trứng mà đàn gà đẻ được vào mỗi ngày trong tuần vừa qua vào bảng số liệu như sau. Các em quan sát bảng số liệu. Xem bảng số liệu trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Vào thứ mấy thì gà đẻ ít trứng nhất. Rồi các em quan sát trong các số này, số nào bé nhất? À, số 2 đúng không? Số 2 bé nhất, vậy là vào thứ 6 thì gà đẻ ít trứng nhất. B, vào thứ mấy thì gà đẻ nhiều trứng nhất? Trong các số này, số lớn nhất là số 10. Như vậy là vào thứ 5 thì gà đẻ nhiều trứng nhất. C, vào các thứ đàn gà đẻ được ít hơn 7 quả trứng. À, ít hơn 7 quả trứng là 6. 6 là ít hơn 7 này, nhỏ hơn 7. 3 nhỏ hơn 7. 2 nhỏ hơn 7. 4 nhỏ hơn 7. Được chưa? Ít hơn 7 quả trứng nó phải nhỏ hơn 7. Đó là các thứ thứ hai, thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Thứ hai, thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. D, trong tuần vừa qua đàn gà đã đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng? À, tất cả thì các em cộng lại thôi. 6 cộng 3 cộng 8 cộng 10 cộng 2 cộng 7 cộng 4. Rồi các em cộng lại xem được kết quả bằng bao nhiêu. Rồi có đúng là bằng 40 không? Như vậy là trong tuần vừa qua đàn gà đã đẻ được tất cả là 40 quả trứng. E, trong 2 ngày cuối tuần Mai thu hoạch được bao nhiêu quả trứng? 2 ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật. Vậy các em lấy 7 cộng 4. 7 cộng 4 bằng bao nhiêu? À, 7 cộng 4 bằng 11. Được chưa? 11 quả trứng. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Cho bảng số liệu về túi bột mì bán được trong 4 tuần của tháng 2 ở một cửa hàng tạp hóa. Ở đây có hai loại bột là bột mì đa dụng và bột bánh mì. Bột mì đa dụng có nghĩa là làm được nhiều việc nha. Bột bánh mì là chỉ dùng để làm bánh mì. Các em hình dung được chưa? Xem bảng số liệu trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. A, trong tuần cuối cùng của tháng, cửa hàng đã bán được bao nhiêu túi bột mì đa dụng và bao nhiêu túi bột bánh mì? Trong tuần cuối cùng của tháng, tức là tuần 4 này, cửa hàng bán được 30 túi bột mì đa dụng và 20 túi bột bánh mì. Được chưa? 30 túi bột mì đa dụng và 20 túi bột bánh mì. Tiếp theo là các em sang câu B. Mỗi tuần cửa hàng bán được số túi bột bánh mì là? Số túi bột bánh mì, tức là dòng cuối này. Tuần 1 bán được 30 túi. Tuần 2 bán được 50 túi. Tuần 3 bán được 10 túi. Và tuần 4 bán được 20 túi. C, trong tuần đầu tiên cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu túi bột mì? Tuần đầu tiên là tuần nào? À, tuần đầu tiên là tuần 1. Cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu túi? Tất cả bao nhiêu túi thì các em cộng vào nha. 20 túi bột mì đa dụng cộng với 30 túi bột bánh mì. 20 cộng 30, 20 cộng 30 bằng 50. Tất cả là 50, tức là 50 túi bột mì. Câu D, trong tuần thứ 3, loại bột nào bán được nhiều túi hơn? Trong tuần thứ 3, chính là tuần này. 25 lớn hơn 10. Như vậy, loại bột mì đa dụng bán được nhiều túi hơn, đúng không? Loại bột mì
đa dụng, bán được nhiều túi hơn. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.